À, mọi người, hiện tại là hôm nay là cô Phút trở lại thăm bé Trúc Lam bị bệnh u não này. Thì hôm nay là Trúc Lam có thể nói chuyện cùng với cô Phút với lại tất cả mọi người được. Thì sẵn tiện thì mình gửi cho Trúc Lam ít tiền từ Mạnh Thường Quân, cũng như là cái hỏi thăm sức khỏe, tình hình sắp tới, cái hướng mà điều trị của Trúc Lam sắp tới sẽ như thế nào. Đây. Từ nãy thì có vô thì Trúc Lam cũng có biết mình, thì cũng có hỏi rồi cũng có nhìn. Thì từ nãy giờ đây, ủa cái tay này hôm bữa đâu có đen, cũng đen gì luôn hả anh Khải? Hầm đen nó giờ hút nó bị hầm đen tai nạn bị hầm như vậy. Cô Châu ơi, gì con kêu mẹ hả? Bây giờ là con đau chỗ nào hả? Đau ngay tay hả? Thường thường trưa vậy là chừng nào ngủ trưa anh Khải, có ngủ trưa có ngủ được không? Nói giờ không có ngủ, giờ ngủ đâu, ngủ à. Còn tối thế nào? Tối thì đầu hôm ngủ sớm. Nhét hai cái bông vô để đỡ ổn hả? Nó bị nhức đầu xung quanh cái chuyện làm động rồi là nó. Bữa nay là vô thuốc đó anh Khải. Đang vô thuốc đó. Vô hai bên. To này to thứ mấy rồi em quên rồi hả? Nó tây con tây để đây à, dị đoan ha. Thường thường đa phần là mấy gia đình ai cũng để nè, nó để tỏi trong đó đó, mọi người thấy có người để mấy cái cây đồ dao đồ. Bà ngoại về rồi hả anh Khải? Ngoại hôm bữa bà ngoại buồn quá trời buồn. Tối rồi cháu ngủ được không? Tối nó ngủ mặt trời rồi. Đầu hôm rồi nó dễ ngủ, nhưng mà tới khi có 1-2 giờ rồi thức tới sáng. Ủa mấy cái gì ta, em quên rồi, mấy cái giấy hôm bữa anh cho em coi lại được không? Mấy cái giấy tờ mà còn hôm bữa. Tại hôm bữa cũng có cô chú anh chị đó cũng có hỏi em để mà hỏi lại về cái bệnh tình của cháu để xem như thế nào. Bây giờ là giờ trưa nghỉ ngơi nên là người thân đồ vô thăm bệnh, phòng hơi ồn mà mọi người thông cảm giùm. Đó là giấy chuyển tuyến à, giấy xét nghiệm bên đồng hai. Tình trạng của bé nó vậy thì chuyển lên như đồng hai á. U não, bị bệnh u não. Giải phẫu bệnh của bệnh viện đồng hai. Như này giấy xác nhận đang điều trị. Quá đơn giấy ra viện bên nhi đồng hai, nhi đồng hai nó chạy xong cái gì được rồi. Sao là bản kê thanh toán bên con này con bún không? Cái to này to thứ tư hả anh Khải? Dạ, còn mấy cái to thuốc là em giữ lại hết trơn nè.
À, cho em mượn cái to thuốc này, hôm bữa không có xem cái to mọc. Mấy cái to là giống nhau hay là mỗi to mỗi khác nhau? Mỗi ngày bác sĩ khám và bác sĩ cho thuốc uống, nhưng mà cái to vô thì cái to to lớn. Để em lấy cái to gần nhất cho mà. Mới lạnh sáng này. Ồ, mấy cháu ở đây nó khóc với tội hả? Hai cái tờ này là một to. Là cái này là thuốc này là lạnh là về mình uống. Để lãnh như bữa nay thứ sáu là bác sĩ ra to là thứ sáu thứ bảy nhật để thứ bảy nhật tao không làm việc. Thuốc này thuốc uống nè, dụ như sáng uống một lần, trưa uống lần, tối uống lần. Cái thằng paracetamol với chanh gì nè là này thuốc uống. Còn cái này là thuốc vô trong người. Vô là mình lãnh cái này là mình lãnh 3 ngày. Là bữa nay lãnh xong rồi lên cho mấy cô điều dưỡng ở đây cổ pha là vô bữa nay. Rồi còn lại mình giữ đó cái thứ bảy nhật đâu mà. Ồ, cái phòng này ồn quá, sao mình không xin phòng khác? Xin gì bác sĩ, mình có bác sĩ nào ở phòng đó. Vậy đó hả? Vậy qua phòng khác là bác sĩ khác rồi đó. Sao mà đúng ồn vậy nè. Sao mà không ai ấy chưa giữ chung hết trơn. Cái to thứ ba anh thấy sao? Cũng vậy luôn, mấy cái to đầu, ý nói là sức khỏe vô ba to đầu của con anh cũng vậy luôn. Giảm, sức khỏe nó giảm rồi. Lúc trước nó còn đi được, nó vô. Nói chung là càng ngày càng giảm chứ nó không có khỏe là được, đúng không? Không có tiến triển thì nghe bác sĩ nói để đổi phát đồ. Chừng nào đổi phát đồ? Phát đồ cũ của nó đang đổi đó, to 4 là như đổi đó. Đổi thì coi. Thường thường mấy cái cháu mà bị u não như con của anh đó thì ngoài cái bệnh viện ung bú ở Sài Gòn ra thì còn bệnh viện nào nữa không anh Khải, anh có biết không? Thì thường còn thêm mình biết học á. Giờ qua biết học thì em nói rồi. Bệnh chi phí nó cao lắm hả? Tỷ luôn á. Tỷ luôn, nhưng vòng vài tháng là cả tỷ rồi đó. Vậy đó. Chứ không phải mà thời gian dài. Chịu nổi luôn. Một số nhà ta có điều kiện, ta cũng đưa con qua bên biết học. Biết học thì nó đầy đủ hơn, như máu khi mà đánh thuốc rồi đó. Biết học chuyện máu phải đầy đủ lắm. Có nghĩa là ví dụ như mới phát hiện con mình thì qua bệnh chuẩn đoán với lại cho nó nằm thời gian đầu xem như thế nào, ví dụ như có điều kiện là vậy. Đúng không? Bên đó thì nó chủ yếu là dịch vụ với này kia đầy đủ thôi, chứ còn về chuẩn đoán ban đầu là cũng với vợ thì cũng chưa biết bên nào hơn bên nào. À vậy đó. Không phải là bên kia nó hay hơn, mà những cái bên kia cái điều kiện nó sạch sẽ, phòng ốc này nọ, nói chung cái gì đứng hơn cái này. Ở bên đó một cái phòng như cái phòng này là chỉ khoảng 2-3 người nằm thôi à. Tại cái đó bên đó phòng nằm một ngày là phải đến kia. Đúng rồi. Mất tiền lắm. Lại có một số bé địa chỉ ở đây mà quánh thuốc, mà những thuốc ở đây bây giờ nó không có tác dụng á. Mà ở bên bển nó có một hai loại thuốc có tác dụng chuyển qua bển thì cũng đang nằm bển. Nghe nói bển nằm tốn kém lắm, mới vô là tạm ứng 50-70%. Tốn lắm, mình mới học. Mới học thằng nào. Đa phần bà con, em thấy bà con mà ở bên ung bú này là ở tỉnh rồi hoàn cảnh khó khăn này nọ các thứ không? Thì nó chuyển đúng tiếng là phải qua đây. Còn vô huyết học đâu có chuyển qua huyết học được. Như thế này nha anh Khải. Hôm nay em vô đây em thăm một cái cháu ở trong đây. Sẵn đây thì em chia sẻ về cái tình hình sức khỏe của con anh tới thời điểm hiện tại. Tại vì hôm trước em cũng có chia sẻ rồi, có Mạnh Thường Quân gửi cho cháu ít tiền, sẵn em gửi cho anh luôn nha, để mà trang trải cái cuộc sống trong bệnh viện này. Em đọc tên mọi số tiền nha anh Khải. Yeah.
Em đọc cái số điện thoại của anh nha. Dạ. Để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với gia đình. Số điện thoại của anh Khải là ba của bé Trúc Lam, đó là 0917 Thanh Lam xin lỗi, 0917 697 997. GoFood xin phép được đọc cái tên của cháu lại là cháu Thanh Lam chứ không phải là Trúc Lam. GoFood ghi lộn là Trúc Lam. Em đọc nha. Thứ nhất là của chị Phiếu ở Gò Đen, Long An là 1 triệu. Thứ hai là của chị Yên Khúc ở Mỹ là 1 triệu. Thứ ba là của Benjamin ở Mỹ, $100 là 2.320.000. Và cuối cùng là của anh Hùng ở Cali, Mỹ là 1 triệu. Tổng cộng là 5.320.000. Đây, gửi cho anh nha. Từ bữa giờ có đóng thêm tiền gì ở đây không? Chưa đóng hoàn toàn, anh vô lấy vàng thẳng từ ngoài này chưa đóng. Tuần trước là đóng bao nhiêu? 11 triệu. Thì hôm bữa là em vô thấy là còn khờ á, bữa nay là nhìn em nói chuyện là cũng mắt bình tĩnh rồi. Cái to này là bao nhiêu ngày anh coi anh? Quánh 6 ngày liên tiếp, bữa nay là ngày thứ tư. Đến đây chủ nhật xong. Hết cái to này được về không? Nếu mà sức khỏe bình thường cho về hả? Ổn định hả? Nếu không có gì thay đổi thì hết to này nó sẽ kiểm tra ổn, chứ mà chỉ cho về được khoảng tuần 2 tuần vậy đó. Con nhớ nhà lắm mà đòi về hoài. Cái những mà cái bú mà bú ác trên đầu của cháu á là nó rời ra như vậy đó, là trong mình chắc mình hay kiểm tra quá à. Chắc mình phải chụp thường xuyên chứ. Hay khi nào, thời gian bao lâu rồi? Quánh thêm 2 to nữa là kiểm tra lại. Tại vì như cái khối u đó mà quánh nó có nhỏ lại hay không thì phải dài to, chứ phải quánh to là nhỏ liền. Cho nên là phải dài to mới kiểm tra. Nhưng mà thường thường nhìn trên lâm sàng là mình biết nó có hiệu không biết. Kiểm tra là để giống như... Ủa ba... Cơ sở đó. Ở ba to trước là kiểm tra lúc nào? Ba to trước là chưa có kiểm tra. Chưa luôn hả? Mình thấy bé nó yếu quá thì bác sĩ kết luận là giống như là nó không chịu thuốc. Cái phác đồ đó là giống như không hiệu quả. Mỗi lần kiểm tra như vậy là mình có tốn tiền gì thêm không? Hay là mình chỉ gọi họ vô họ kiểm tra đem? Kiểm tra mình đi chụp CT với MRI đồ tốn tiền chứ. Tốn tiền. Dạ. Nhưng mà họ phải yêu cầu mình đi kiểm tra thì mới dạ, chứ mình... Dạ, họ ghi một tờ giấy yêu cầu bác sĩ chỉ định đó, mình cầm mình đi nộp. Như CT thì chụp mau. Dạ. Còn MRI thì nó hơi lâu. Tại vì ở đây trong bệnh viện này đa số bệnh nhân... họ đều có nhu cầu sử dụng em gây á. Nếu mà mình đăng ký có khi đăng ký khoảng mười mấy ngày mới được chụp. Rồi nếu mà muốn nhanh thì đăng ký chụp dự. Em thấy anh cũng như là rành rỗi với lại hiểu biết hơn vợ của anh nhiều ha, về chăm sóc, cách chăm sóc con rồi nè, với kiến thức rồi nè. Mà lúc trước là chị chăm sóc hay là anh chăm sóc? Bệnh tới giờ hai chồng trên hai vòng luôn. Một người không sể. Còn mấy bữa nay cháu nó có giật không? Mấy bữa nay nó còn giật mà nó nhẹ. Nó giống như mình nuôi nó thường á. Thì mình giờ mình biết là nó giật, chứ còn giống như người lạ như anh vô thì anh không biết nó giật đâu. Giống như nó giật bây giờ nó không giật nữa mà nó nằm im, nó đơ, như nó đơ á. Là nó hình thức, bác sĩ nói hình thức nó giật mà nó giật nhẹ nhất rồi đó. Là nó đơ, mãi nó đơ, nằm im luôn vậy đó. Là giống như nó đang ăn cơm hay ăn gì đó mà nó lúc nó không nhai, nó ngậm hoài, nó đơ, nó đừng hồi, nó hết, nó khỏe thì nó nhai. Ủa nãy giờ anh nói là đi kêu bác sĩ làm gì? Nó rồi về á, nó rồi về nhà hoài vậy đó. Bé Lam hả? Nó kêu là kêu bác sĩ, đừng, giống như nói là bác sĩ không có cho. Thì kêu nó là kêu bác sĩ vô để mà nó xin bác sĩ nó về. Mà mình đâu có kêu bác sĩ làm gì đâu, nó dốc. Nó dốc gì thôi. Nó đi kêu bác sĩ lạng tránh mặt thời gian chút vậy đó. Dạ. Thì nó mới im chứ không có, nó ở đây mà không chịu đi, nó thấy nó khóc. Buồn. Rồi về nhà dữ lắm, bác sĩ vô mà khám nè. Cái trường hợp của cháu Lam này em thấy là nó cũng khác so với mấy trường hợp khác nha. Mấy trường hợp khác là em là y như là
không có có biểu cảm gì luôn á. Còn bé Lam thì nãy em nói này nói kia đồ biết hết à, ánh mắt nhìn ánh mắt cũng biết. Điện thoại của ai gì? Kháng sinh mới thì truyền xong rồi anh bỏ xuống đây giờ hai giờ nó hút thuốc. Dạ. Kháng sinh nghe đi. Con nhỏ ở nhà. Kệ nó nghe đi cứ tự nhiên. Mày điện tao kiếp mẹ mày làm gì? Em của là bé Lam gọi điện. Ồ cái vết thương à. Bữa nay cũng đỡ hơn hôm bữa chút xíu. Còn ở sau là vẫn còn băng nè mọi người, còn băng với vết thương nè. Ồn không Lam? Ồn quá ha con. Ủa sao nó lắc là anh Khải? Cháu nó lắc qua lắc lại hả? Thì cái đầu nó lắc qua lại được mà. Nhưng dạng cái này là không được. Hôm bữa anh nói là bị liệt. Bị liệt bên nào? Bị liệt bên trái nè. Cái này đâu có di chuyển được đâu. Có cái giò này với tay này. Em biết tới từ liệt nhưng mà em không dám nói. Để cho anh nói chứ. Thì hiện tại giờ là bác sĩ nói là nó vậy mà. Nhưng mà nó có sau này nó có tiến triển gì không? Thì hiện tại nó vậy mà. Mình có cách nào khắc phục không? Không có để cho nó đỡ không cái tay chân rồi đó. Khắc phục thì bác sĩ kia mình giống như tập giải lý trị liệu, mình coi ra vô cho tay chân nó bớt teo thôi. Chứ còn giải quyết cái bên trong á. Nếu mà nó teo lại, nó bớt chẹo dây thì từ từ nó đi đúng rồi. Cái vết thương này đỡ chưa? Vết thương sao óc mà. Bữa bác sĩ lành chưa? Giờ cũng đang lành nhưng mà họ lấy họ xét nghiệm nhiễm trùng gì đó. Khoảng 10 ngày nó có kết quả. Phải lấy cái máu nó xét nghiệm nó được 2-3 bữa. Tại em thấy cháu lắc lắc em tưởng là giật chứ. Là tiền nông là bây giờ thế nào nữa rồi anh Khải? Cũng anh về là anh mà về cũng đâu có làm gì được gì đâu, về nghỉ cũng mấy ngày đâu có làm gì được đúng không? Cái này chắc đi làm. Chứ sao chắc để vợ với mẹ vợ lên. Cuối tuần mình lên. À. Vợ anh biết cách thức đồ chăm sóc rồi không? Giờ cũng chưa có rành nhưng mà chắc có gì thì điện thoại chứ nhờ mấy cô hay người ta chỉ thêm. Tại thấy anh có kiến thức nhiều á về việc chăm sóc con anh. Thì từ biết cũng rành chứ. Yeah. Ủa hả, anh nói là anh làm ở công ty hải sản hả? Dạ, bên thức ăn tôm nguyên nghiệp đó thì ổng ổng về đăng anh em cũng hộ cũng nhiều. Mình làm lại chắc được đúng không? Tại anh em cũng thông cảm mà hoàn cảnh. Anh nghỉ lâu chưa? Mình giống như mình xin giấy phép chứ không phải là nghỉ luôn. 4-5 tháng này rồi hả? Thì mình cũng mới làm, mình đi làm rồi cũng lên rồi cuối tuần vậy đó, mình xin nghỉ phép 1-2 ngày vậy đó là lên. Dạ. Coi như thế này nha anh Khải thì phải được biết là cháu nó vô thuốc rồi không, nếu mà không có gì thay đổi thì gia đình sẽ đưa cháu về quê chơi nghỉ ngơi. Rồi sẵn thì em gửi cho anh cái tiền từ Mạnh Thường Quân, đáng lẽ là sẽ đợi một thời gian khoảng 5-7 ngày gì đó. Dạ. Rồi có số tiền cũng kha khá rồi em gửi, nhưng mà biết được cái anh đưa cháu về nên là sẵn em gửi luôn nha. Rồi khoảng nửa tháng 20 ngày nữa là trở lại hả? Khoảng nửa tháng không? Bác sĩ tới bác sĩ cho về, mình cũng biết chính xác là cho về được 1 tuần, 2 tuần hay là 3 tuần. Dạ. Cũng chưa biết luôn. Dạ cũng chưa biết. Tại giờ chưa đến thuốc, chưa đưa thuốc xong rồi. Dạ. Thì khi nào về, khi nào lên thì liên hệ với em trước ha. Dạ. Để em sắp xếp rồi em thông báo với mọi người để cập nhật cái thông tin tình hình sức khỏe của cháu. Tại vì dạ, cũng rất là nhiều người họ quan tâm tới cái trường hợp của con anh.
nha anh. Dạ, như vậy đi. Đó mọi người, thì hôm nay thì của Food thì cũng cập nhật cái thông tin sức khỏe của cháu Thanh Lam đến cho mọi người. Thì hôm nay là nói chung là gọi tạm gọi của Food tạm gọi là đỡ hơn hôm trước chút xíu. Hôm trước thì cháu còn mê man này nọ, hôm nay gọi là tỉnh chút xíu, hồng hào. Mà có điều bây giờ từ nãy hơi quậy, đòi về không à, không có cho ba lại gần. Thì như từ nãy thì mình cũng nói thì sau khi mà gia đình đưa cháu trở lại thì cô Phú sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin tình hình sức khỏe của Lam đến cho người xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip sau.